Trở lại với tuyến chủ đề nhà để ở không phải để đầu cơ. Thưa quý vị, qua những phân tích thời gian vừa qua, Đài Hà Nội đã chỉ rõ những chiêu trò của đầu cơ môi giới trong việc thổi giá, kích sóng nhà đất. Chúng tôi cũng đã phân tích nhiều đến những hệ lụy nghiêm trọng của tình trạng đầu cơ bất động sản và để ngăn chặn phải sử dụng các công cụ pháp lý, trong đó thuế được coi là công cụ hữu hiệu lúc này. Tuy nhiên, đánh thuế như thế nào cho hiệu quả lại là bài toán làm đau đầu các nhà quản lý. Hiện nay là hiện tượng mà các chủ thể là nhờ người thân đứng tên bất động sản rất là nhiều. Đó. Thế là có thể là họ có 10 bất động sản nhưng mà họ lại để cho 10 người đứng tên. Đó. Thì khi đó chủ thể này lại thậm chí lại không phải chịu thuế bất động sản. Thế nhưng mà chủ thể khác chỉ có 2 bất động sản thôi. Thế nhưng anh ta lại là rất là trung thực. Thế nên anh ta kê khai là cả 2 bất động sản thuộc sở hữu của mình. Thế thì cái người có 10 bất động sản thì lại không chịu thuế. Thế còn người có 2 bất động sản thì lại chịu thuế. Đó chỉ là một trong số những bất cập mà chính sách thuế về bất động sản đang gặp phải hiện nay. Điều này bắt nguồn từ việc chưa có đủ cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng để đánh thuế. Đây cũng là lý do khiến luật thuế bất động sản mới chỉ nằm trong đề xuất. Chúng ta phải có đầy đủ dữ liệu. Chúng ta vẫn gọi là quy chủ. Tức là xem bất động sản này của ai. Đấy. Và xem cái cá thể này, cái chủ thể này có bao nhiêu bất động sản, giá trị là bao nhiêu. Để có thể là ngay khi luật có hiệu lực thì sẽ đánh thuế được. Đó thì tôi cho rằng là trong thời gian này chúng ta một phần chúng ta vẫn đang nghiên cứu làm luật. Và một phần nữa là chúng ta đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu về đất đai, về nhà ở, về bất động sản. Thì để khi mà luật ban hành có hiệu lực thì chúng ta mới có cái điều kiện để chúng ta tổ chức thực hiện luật một cách có hiệu quả. Thuế bất động sản đã rất nhiều lần được đề xuất nhưng trên thực tế rất khó khả thi. Bởi yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin cho thị trường bất động sản đến nay vẫn chậm trễ thực hiện. Không có cơ sở dữ liệu, thông tin các giao dịch mua bán chưa công khai, nhiều người chuyển nhượng trao tay không qua kênh chính thức thì rất khó để đánh thuế. Hơn nữa, tại Việt Nam, thu nhập của phần lớn người lao động còn thấp, không có chi phí cho nhà ở, nên thuế bất động sản từ trước đến nay rất thấp, không đáng kể. Điều này vô hình chung tạo điều kiện cho một bộ phận đầu cơ đất đai. Đánh những cái thuế sử dụng đất nó cao hơn, thậm chí cao gấp 4-5 lần so với những cái phí cái thuế sử dụng đất với những cái nhà mà đã sử dụng, nó là cái điều mà chúng ta cũng nên tính đến. Và thậm chí có thể chúng ta đánh cái mức như cái tiền thuê đối với cái diện tích đất và diện tích xây dựng mà chúng ta đang có. Việc điều tiết thị trường thông qua chính sách thuế bất động sản sẽ giảm bớt đầu cơ, kiềm chế đà tăng giá nhà đất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần nghiên cứu kỹ mức thuế suất, tránh trùng lập, thuế chồng thuế khiến người dân bị kiệt quệ sức mua. Trong khi đó, người giàu có thể lách thuế bằng cách chuyển quyền sở hữu tài sản cho người thân.